Vâng, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về một cặp loa đến từ California, Mỹ của hãng JBL mang model E80. Cặp loa này thì về tại cửa hàng thì đã có anh khách anh Đạo ở Cầu Giào, Hải Phòng thì cũng đã đặt hàng tại cửa hàng Nguyên Audio mất rồi. Thì hôm nay theo nhu cầu của anh thì Nguyên Audio làm clip lên trên kênh YouTube để giới thiệu quảng bá đôi loa này đến tất cả quý vị và các bạn trên khắp mọi miền. Thứ nhất là cho anh xem hình thức của đôi loa, thứ hai và được nghe cái chất âm hoàn hảo của đôi loa JBL E80 này. Thì thưa anh Đạo, là đôi loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio thì trong tình trạng đẹp xuất sắc anh nhé, trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Đôi loa này thì nó sử dụng hai chiếc loa bát 18 cm màng polymer gân cao su, sử dụng một loa chung và một chiếc loa chép cao cấp của hãng JBL. Đôi loa này thì thiết kế thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc này. Chưa có một góc cạnh thì chưa bị sứt sẹo một chút nào, chưa bể lở một chút nào. Đằng sau thì nó đánh hai cầu loa riêng biệt. Đấy, nó đánh cầu loa riêng biệt. Anh có thể kết nối với kết hợp với những chiếc âm ly Denon 2000 hai la mã, ba la mã để chúng ta chơi đi dai cũng được. Đấy, rất là hay. Đôi loa này thì nó có kích thước chiều cao là 92 cm và chiều rộng 21, và có một chiều sâu là rất là sâu. Chiều sâu cho tới 35 cm, đôi loa có thể chơi được hai trong một và nghe nhạc vừa kết hợp hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay, và nó có thể chơi được đa thể loại nhạc. Nguyên Audio thì không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn anh Đạo ở Hải Phòng rất là nhiều, anh đã mua sản phẩm và ủng hộ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Quý vị và các bạn chúng ta muốn đặt hàng những dòng loa gì, loa âm ly thì quý vị và các bạn chúng ta liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và quý vị có thể kết nối Zalo cho Nguyên Audio theo số máy này. Chúng ta có nhu cầu mua loa gì thì chúng ta hãy nhắn tin cho Nguyên Audio thì Nguyên Audio sẽ tuyển những cái mặt hàng ở bên Nhật Mỹ về cho quý vị và các bạn. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test cái chất âm của đôi loa này cho anh Đạo cùng quý vị và các bạn trên khắp mọi miền chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của đôi loa này. Mặc dù nó chỉ có bát 18 cm thôi, nhưng mà tiếng bát của nó đánh rất là hay, tiếng bát đánh rất xuống, rất là mềm và rất là sâu.